40 mét đường giao thông đổ ập xuống sông, sạt lở khoét sâu vào đến hơn 10 mét, giao thông chia cắt, hàng ngàn hộ dân gặp khó chuyện đi lại, vận chuyển hàng hóa. Nhưng đó chỉ là khó khăn trước mắt. Điểm sạt lở cũ chưa được khắc phục, những dấu hiệu sạt lở mới đã hình thành. Với những vết nứt rộng 4-5 tấc như thế này thì sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu mà này không khắc phục là bảo đảm là 1-2 tháng nữa là cái đường lộ này giờ sập hết, không còn gì nữa hết trơn. Bà con đi quan mít đồ bán đó thì giờ đi không được, phải chích bên kia rồi mắc cổng bộ qua. Rồi là học sinh đi học thì cũng phải đi bộ, không đi xe đạp được. Sạt lở đã xảy ra hơn 10 ngày, thế nhưng địa phương vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Phần đất trước nhà chị Thúy được người dân mượn tạm làm lối đi. Tuy nhiên, bà con đi lại nhiều khiến vết nứt ăn sát vách nhà. Quá lo lắng, chị đã rào chắn lại. Ban đêm cũng gầu lắm, có ngủ ghê gì được đâu. Xuồng nó chạy dầm mầm qua, sợ nó lật xuống gì nữa nè. Đường bộ bị chia cắt, đường thủy thì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Những thân dừa hàng chục mét bị sạt lở cuốn ra giữa sông, nằm ngổn ngang, không chỉ chắn dòng chảy mà còn là hiểm họa đối với các phương tiện thủy. Ban đêm tôi sức là khoảng 5-70 chiếc ghe chở lúa khẩm tới đây là phải dừng lại, chứ qua từ từ chứ không dám qua ngọt, bởi vì cây cối quá trời này. Theo người dân, đã có một số phương tiện bị tai nạn khi va vào những thân dừa. Vấn đề này đã được bà con nhiều lần báo lên chính quyền địa phương. Những cây cối ở dưới thì cũng vận động bà con giữ lại để cho ghe xuồng ta thấy để người ta dễ tránh. Tuy nhiên, theo những người tham gia giao thông thủy, đó không phải là giải pháp tốt. Những cây dừa đã bị bứng khỏi đất, trôi tự do, trong khi không hề có biển cảnh báo trên sông hay đèn báo hiệu vào ban đêm, rất dễ xảy ra tai nạn. Về vấn đề khắc phục sạt lở, địa phương cho biết đã kiến nghị tỉnh cấp kinh phí. Tuyến đường này sẽ được nối lại trước mùa mưa năm nay. Xong cái dự toán và xin cái chủ trương thì chúng tôi sẽ khắc phục ngay, chắc khoảng tầm trong một tháng.